Chúng ta hẳn không còn xa lạ với việc kêu gọi giảm thiểu rác thải nhựa trong cộng đồng. Thế nhưng làm thế nào để phong trào này không chỉ là phong trào hình thức mà trở thành thực tiễn lại không thể là một sớm một chiều. Riêng ngành y tế đã xem giảm thiểu rác thải nhựa là một hoạt động nghiêm túc, yêu cầu các bệnh viện phải ký kết thực hiện. Tuy nhiên, dường như là việc giảm thiểu rác thải nhựa với bệnh viện không quá khó, nhưng với bệnh nhân và người thân lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Nhà ăn dành cho nhân viên bệnh viện Chợ Rẫy. Những vật liệu này thay thế toàn bộ cho ly nhựa dùng một lần. Còn ở bếp ăn từ thiện, được trang bị cho thân nhân và bệnh nhân nghèo. Thay vì túi hộp, cũng là những vật dụng tái sử dụng. Đặc biệt còn khuyến khích người dân mang theo tô, chén để lấy cơm thay vì hộp xốp. Nhờ thế, lượng rác thải nhựa mỗi ngày có sự thay đổi nhất định. Chúng ta cũng chuẩn bị một số hộp sử dụng nhiều lần cho cô bác, hai cái hộp xốp. Chúng tôi có chuẩn bị 60 cái khay đựng cơm thì cô bác có thể sử dụng cái khay này để lĩnh suất ăn và ăn tại chỗ. Một cái lễ ký cam kết giữa lãnh đạo tất cả các khoa phòng với ban giám đốc, với các đoàn thể và giữa các công ty cung ứng những cái vật liệu sử dụng hàng ngày trong bệnh viện về để nâng lên cái tầm nhận thức đối với mọi người trong cái tác hại của rác thải nhựa đối với môi trường sống xung quanh. Dễ nhận thấy sự chuyển biến nhất ở bệnh viện này có lẽ là ở trung tâm kiểm tra sức khỏe Việt Nhật HESI Chợ Rẫy. Thuận lợi vì số lượng khách giới hạn, điều kiện dịch vụ cao cấp. Do đó, những thay đổi trong phục vụ các suất ăn cũng như với phim chụp X-quang cũng dễ dàng được người bệnh đón nhận hơn. Thật sự ra văn hóa người Việt Nam là đi khám bệnh là thường hay là xin là có cái phim đi theo đi khám bệnh. Phải in nhiều phim, tùy theo chỉ định của bác sĩ thì mình in nhiều phim. Nhưng mà bây giờ là lưu hình ảnh trên đĩa. Lưu hình ảnh trên đĩa thì mình chỉ gói gọn lại trong một cái đĩa. Thì trong đó có rất là nhiều hình ảnh trong này. Thế nhưng, ở một bệnh viện mỗi ngày có trung bình 8.000 người bệnh, thì việc sử dụng chai nhựa, hộp cơm nhựa, hộp xốp là điều đang phải chấp nhận ở thời điểm này. Bởi đây còn là vấn đề xã hội, chứ không chỉ là vấn đề của các cơ sở y tế. Trung bình là 3.000 bệnh nhân điều trị nội trú và từ 5 cho tới 7.000 người bệnh ngoại trú. Và trong số lượng thân nhân bệnh nhân và kể cả bệnh nhân thì cái nhận thức về tác hại của rác thải nhựa chưa có đồng đều. Thì cái điều đó đều rất khó khăn. Ngay cả với ống hút nhựa vẫn còn xuất hiện đâu đó ở một vài nhà ăn bệnh viện. Bởi việc thay thế bằng một loại ống hút khác, rẻ tiền và tiện dụng hơn, vẫn chưa khả quan.